Rốt cuộc tại sao oánh tâm lại phát điên? Là ngươi hại bà ấy, à câu kết với đàm đại nhân lãng muốn giết hại ta. Chẳng lẽ ta không thể phản kháng? Minh Lãng điện hạ nói, tốt nhất phải khiến con tin mãi mãi không thể rời cổng cung. Đàm đại Minh Lãng muốn ta giết ngài ấy. Ánh tâm, ngươi có nhớ dưới cốc cây ngoài cửa có chôn một bình rượu vô ban? Đây cuối cùng chúng ta cũng có thể rời khỏi vương cung nước Thịnh rồi. Chi bằng ngươi ra đào nó lên đi. Cô ta bỏ thuốc mê vào cơm canh của ta, muốn nhân lúc ta hôn mê gọi người của Đàm Đại Minh Lãng tới siết cổ ta rồi ngụy tạo thành tự sát. Xin lỗi điện hạ. Ánh tâm đã hại ngài. Xin lỗi điện hạ. Ta đổi bát đũa giả vờ hôn mê. Xin lỗi điện hạ. Thuốc phát tác lúc cô ta đi tìm đồng bọn, cô ta ngất ở hành lang cung. Ngô tổng quản luôn thích hoành hẹ hạ nhục bọn ta. Hôm đó ông ta và các thái giám đi ngang qua, thừa cơ đưa oánh tâm đi làm nhục cô ta. Oánh tâm đã bị điên từ đó. Vốn ta chỉ muốn khiến cô ta gieo gió gặt bão, có trách thì trách lòng dạ cô ta yếu đuối. Đến lúc đó cô ta dùng thuốc độc mà không phải thuốc mê, cô ta cũng không cần phải chịu những đau khổ đó. Đúng là Nguyệt Oánh Tâm sai trước, nhưng hắn không hề động lòng trắc ẩn với cô ta, cứ như là người xa lạ. Chẳng lẽ bản chất của ma thần là trời sinh vô tình, không thể cứu vãn sao? Đàm đại tử, ta thật sự hối hận vì đã cứu ngươi. Diệp Tịch Vụ, trước kia ta luôn cho rằng ta là người có lỗi, nhưng bây giờ ta đã hiểu ra, không phải là ta sai, mà là thói đời này sai. Vậy nên ta sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào từng lăn nhục ta, muốn giết ta, bao gồm cả cô. Không thể ngồi chờ chết được. Hay cho một dịp đại tướng quân. Ban đầu con gái bảo bối của Khanh, Vô Liêm Sĩ, cầu hòa với thế tử nước cảnh đó. Trẫm nể mặt Khanh mới đồng ý cho Đàm đại tử thành hôn với cô ta, rời khỏi vương cung vào dịp gia ở. Không ngờ mới thành hôn chưa đầy một năm, Khanh lại nói với trẫm rằng hắn bỏ chạy rồi. Xin bệ hạ trị tội. Trị tội? Dù sao Đàm đại tử cũng là con tin mà năm xưa Dịch đại tướng quân chiến đấu anh dũng trên chiến trường mới bắt về được. Nay Khanh muốn thả hắn, sao chẳng dám xen vào chứ? Lão thần biết bệ hạ tức giận mới nói vậy. Đàm đại tử bỏ trốn, thần phong tăng cường phòng bị, quả thật là có tội trong coi tất trách. Nhưng thần tuyệt đối không thông đồng với nước khác. Thả con tin đi, mong bệ hạ bình xét. Đương nhiên chẳng phải xét cho rõ, Khanh thể xảy ra chuyện lớn như vậy. Khanh tự nhìn đi, đây là tấu sớ phạt tội Khanh của bá quan văn võ khắp triều. Thần có tội. Thế này đi, Khanh tới Tam Phát Ti chịu khổ vài ngày. Thần lệnh chỉ. Bệ hạ, phụ thân thần đã có tuổi, người toàn vết thương cũ cho chiến tuyến vì nước, quả thật không thể chịu nổi khổ lao ngục được. Nếu bệ hạ muốn trách tội, Thanh phủ xin chịu tội thay phụ thân. Dịp tiểu tướng quân yên tâm, đương nhiên trẫm biết nghĩ cho công thần. Nhà nào ở Tam Phát Ti sạch sẽ rộng rãi nhất. Nếu Khanh không muốn phụ thân phải chịu khổ, thì mau bắt con tin kia về đây cho trẫm. Làm vậy cũng có thể rửa sạch hiềm nghi cho Dịp gia của Khanh. Trẫm cũng có cái để nói với bá quan văn võ trong triều. Dương trảm cho Khanh hay, nếu không thể bắt sống thì mang thi thể về cũng được. Tuyệt đối không được để Đàm đại tử sống sót quay về nước cảnh. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Thần lĩnh chỉ. Tạ ơn bệ hạ nhân từ.